Ayo, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Lại là mình CityMall đây. Và chúng ta sẽ lại cùng nhau đến với tựa game City Skyline 2. Và đây chính là thành phố Lovoland trong cái tựa game này. Như anh em đã biết thì chúng ta đã có được 4 cái phần liên quan đến phát triển cái thành phố Lovoland này rồi. Và hiện tại thành phố của chúng ta đang phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Và cái nguồn ngân sách cho cái thành phố của chúng ta thì hiện tại nó cũng đang tăng trưởng khá là tốt, cho nên là trong cái tập 5 này ta sẽ tiếp tục chúng ta đầu tư cho cái nền giáo dục trong cái thành phố của chúng ta ha. Như anh em biết, như anh em đã nhìn thấy đây, đây chính là cái quang cảnh trong cái thành phố. Và hiện tại tôi đang ở cái góc nhìn thứ nhất cho anh em nhìn rõ trong cái quang cảnh thành phố của chúng ta nó đang như nào. Khá nhiều ô tô và các phương tiện di chuyển trong cái thành phố này của chúng ta đúng không? Anh em nhìn thấy đây. Đấy, rất nhiều. Đây là cái góc nhìn thứ nhất mà anh em có thể nhìn thấy. Và hiện tại thì cái nền giáo dục của chúng ta nó cũng đang gọi là ở cái mức tương đối thấp, do là cái nhu cầu về việc học tập trong cái thành phố của chúng ta nó đang tăng cao, tăng rất là cao. Đấy. Ở đây chúng ta có một cái trường trường này gọi là trường trường cấp 3 anh em ạ. Đấy. Ở đây thì rất nhiều ô tô đang đậu ở trong bãi đỗ xe này. Và như anh em nhìn thấy thì hiện tại cái lưu lượng giao thông của chúng ta nó cũng tương đối ổn, nó cũng không hẳn là thấp mà cũng không hẳn là cao đâu. Và chúng ta đang đi tham quan một chút quanh cái thành phố này nha. Ở đây chúng ta có một cái khách sạn Polaris này, nó đã mở khóa cho chúng ta rồi này. Đấy. Tôi sẽ lướt qua cái thành phố này cho anh em một chút. Ở đây chúng ta có các căn nhà theo kiểu kiểu châu Âu đấy, à, và nó đang phát triển lên rồi. Các căn nhà này được nâng cấp một cách rất là hoàn thiện và ok. À, đây chúng ta có một cái khu công viên để cho cư dân của chúng ta có thể là ra đây chơi. À, chúng ta có một công viên này. Thì công viên này cũng khá là ít người, chủ yếu là phục vụ các nhu cầu xung quanh cho cư dân của chúng ta thôi. Đấy. Đây thì có một số các căn nhà với mật độ rất là cao mà mình đã xây dựng cho nó rồi này. Bên này thì các cái khu nhà ở mật độ thấp. Đấy. Đây chúng ta có một cái trường tiểu học này. Trường tiểu học này thì đã quá tải rồi, với lượng sinh viên khoảng hơn 1.500 dân. Nhưng mà nói chung là cũng không thể nào đáp ứng được. Và chúng ta cần phải xây dựng thêm. Rồi thì trong cái tập trước thì tôi đã phát triển cái nền giáo dục rồi. Nhưng mà hiện tại thì cái nguồn ngân sách của chúng ta nó cũng chưa được ổn định lắm. Cho nên là cái tập này tôi sẽ tiếp tục là tôi sẽ phải phát triển thêm các cái lĩnh vực liên quan đến phát triển công nghiệp nha anh em. Để làm sao để chúng ta có được một cái nền công nghiệp mạnh mẽ hơn để phát triển cái thành phố này của chúng ta ha. Anh có thể nhìn thấy cái bãi xe của chúng ta này. Phải nói là cư dân của chúng ta đậu xe rất là nhiều. Một cái bãi xe tràn lan luôn. Rất nhiều xe anh em ạ. Đây là bãi xe này phục vụ cho riêng khu công nghiệp này nha anh em. Ở đây chúng ta cũng có một cái bãi rác này. Bãi rác này thì có vẻ như đã đầy rồi. Bãi xe bên khu này thì hiện tại cũng không nhiều lắm, cũng đang trống. Đấy, chúng ta có một cái nghĩa trang nằm ở đây. Rồi. Không lan man liên man nữa thì bây giờ tôi sẽ phát triển cái thành phố này nhá. Hiện tại như anh em biết đây này, hiện tại cái xu hướng dân cư của chúng ta rất là đông, nhưng mà hiện tại cái lượng tiền về ngân sách thành phố của chúng ta thì nó đang khá là thấp, và hiện tại thì nó đã chuyển về trạng thái âm rồi. Cho nên là bây giờ để làm sao phát triển tiếp thì tôi sẽ phải mở rộng tiếp cái thành phố của chúng ta ra ha. Thì như anh em nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái bãi đất nông nghiệp ở đây này. Thì tôi sẽ kiểm tra xem là cái diện tích đất ở đây nó sẽ như nào để chúng ta có thể là chúng ta phát triển thêm, xây dựng thêm các khu công nghiệp và dịch vụ ha. Và chúng ta sẽ phải mở rộng thêm một số các khu ở bên này để làm sao mà chúng ta có thể là phát triển thêm các dịch vụ công nghiệp. Để mình kiểm tra thử cái nền đất nhá. Để mình kiểm tra thử cái tài nguyên của chúng ta thì ở đây chúng ta có một cái bãi đất nông nghiệp khá là lớn này. Thì khả năng là trước tiên là chúng ta sẽ phải phát triển công nghiệp trước. Thì ở đây có một cái bãi đất này đang trống, thì khả năng là mình sẽ xây dựng cái bãi đất này
để quy hoạch cái diện tích công nghiệp, một số các nhà máy công nghiệp ở trong cái khu này nhá. Rồi mình sẽ tiếp tục mình xây cái khu công nghiệp nó nằm ở trong cái vị trí này. Hiện tại chúng ta cái ngân sách của chúng ta đang rất là ít, cho nên là tôi sẽ tiết kiệm nhất có thể đối với tài nguyên. Và sau khi phân đồ bán nền thì anh em có thể nhìn thấy chúng ta đã có được một cái khu đô thị ở phía bên mạn phía bên này rồi anh em này. Anh em có thể nhìn thấy ở phía bên này chúng ta có một cái khu đô thị khá là ok đúng không? Thì chỗ này để tôi xem là trong khu đô thị của chúng ta nó sẽ như nào. Khá là sầm uất bởi vì sẽ có rất nhiều căn nhà theo kiểu là chúng ta phân lô bán nền, chúng ta đặt ở trong cái vị trí trong cái ngôi nhà đây. Đây là mặt sau của các ngôi nhà này, được kết nối với cả một con đường à, ở mặt trước đây. Cư dân của chúng ta sẽ di chuyển và đi làm ở phía bên này. Hiện tại thì chúng ta chưa có phương tiện công cộng nhé, do là cái ngân sách trong cái thành phố của chúng ta nó vẫn chưa đáp ứng một cách ok nhất, cho nên là hiện tại mình đang chỉ có phân lô như này thôi cho anh em nhìn thấy rõ này.
cái chỗ này đang không hiểu tại sao chúng thì cái thì chúng nằm mặt trước, cái chúng thì cái thì chúng nằm mặt sau. Chỗ này thì tôi sẽ điều chỉnh lại sau nha anh em. Các cái khu mặt phía trước này thì hầu như là tôi sẽ làm cho chúng thành cái khu thương mại nhé. Chỗ này tắc quá anh em ạ. Tiền của chúng ta lại đang âm rồi. Tắc đường quá trời quá đất. Để cái chỗ này tôi sẽ không cho chúng rẽ phải nữa, bắt chúng sẽ phải đi thẳng nhé. À, giờ hết tiền luôn rồi. Tôi sẽ vay chúng 400.000. Rồi. Điều chỉnh cái đường này một chút. Cấm rẽ trái. Em có thể thấy là đường rất là đông. Cái chỗ này khả năng là tôi sẽ phải xây cho chúng một cái cầu vượt đi bộ anh em ạ. Có cầu vượt thì nó sẽ giải tỏa được rất nhiều cho cái nút giao này các bạn. À, em có thể nhìn thấy này. Chưa. Dân của chúng ta đi bộ này. Không hiểu sao cho nhiều taxi thế. Rồi. Do là chúng ta chưa có các phương tiện công cộng cho nên là lượng taxi đến với thành phố chúng ta phải nói rất là đông. Mà mật độ khu bên dân cư bên này cũng thế, rất là đông. Khả năng chỗ này tôi sẽ phải xây cho chúng một cái bãi đỗ xe nữa anh em ạ.
Ok anh em, thì tập video này tôi xin phép anh em là chúng ta sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong tập tiếp theo của cái thành phố Novonen này. Và tập tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau phát triển cái hệ thống giáo dục nha anh em. Rồi, video sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và anh em hãy đừng quên đăng ký đấy, kênh, bấm like cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo khi mà mình ra video về tựa game City Skyline 2 và đến với thành phố Novonen này ha. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.